vừa chạy lên trên chùa. Chạy lên đây. À, em nhìn thấy chưa? Mây à? À, mình đang trong trong mây đấy. Rồi, đấy là Bồ Tát. Bồ Tát đang ở trong kia nhá. Rồi, Bồ Tát Quán Thế Âm. Bố đang ở trong kia nhá. Hả? Con vào trong kia nhá. Ở trong đâu? Đây này, con lại. Được, ông gọi đã. Nhưng mà đi cùng các ông chứ. Nha. Con lễ rồi. Con vào bên trong lễ với ông. Vào bên trong lễ với ông. Lễ thêm càng tốt con ạ. Thanh Vân. Mù mịt thế. Ông đội mũ con không? Đội mũ ông đội.